MSIG Việt Nam cùng Exibank phối hợp tổ chức buổi ra mắt hệ thống phần mềm quản lý hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống quản lý hợp đồng mới của MSIG Việt Nam, trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đầu tiên và duy nhất liên kết với ngân hàng áp dụng tại Việt Nam. Việc chuyển đổi thủ tục cấp hợp đồng bảo hiểm theo hình thức truyền thống sang cấp hợp đồng bảo hiểm điện tử sẽ rút ngắn được rào cản về thủ tục, thời gian và tính chính xác của bộ hợp đồng bảo hiểm khi được phát hành. Sự kết hợp này cũng sẽ giúp ngân hàng Exibank có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí, giúp cho khách hàng có thể tiện lợi hơn khi tham gia bảo hiểm trong thời đại công nghệ.